bộ ba quen thuộc ở những trận đấu gần đây, đó là số 11 Mohamed Salah, số 27 Darwin Núñez và số 18 Cody Gakpo. Cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ Liverpool và Everton đã được bắt đầu. Rất nguy hiểm. Đó là Darwin Núñez. Tình huống tranh chấp mang thương hiệu của Darwin Núñez. Gakpo. Pha xử lý tốt. Darwin Núñez. Mohamed Salah. Joel Matip chính là cầu thủ đã phản lưới nhà trong trận thua 0-3 trước câu lạc bộ Wolverhampton ở vòng đấu trước. Một sự so sánh để nói rằng năm mới đang khiến cho Liverpool trở nên mới hơn. Chúng ta đang nhìn thấy rất nhiều những đường truyền dài ở khu vực giữa sân. Darwin Núñez. Núñez chưa thể dứt điểm. Salah. Núñez đang ngã. Và như vậy là trọng tài đã thổi phạt. Trái bóng nằm ngoài khu vực 16m50 và đó sẽ là một quả đá phạt, không phải là một quả penalty. Quyết định chính xác của ông Simon Hooper. Dẫu sao thì đây cũng sẽ là một cơ hội để Liverpool có thể mở tỷ số. Và cắt bóng tốt của Joe Gomez. Darwin Núñez. Pha xử lý hơi vụng của Darwin Núñez. Ở trong cuộc đọ sức với câu lạc bộ Arsenal thì Doucouré. Núñez. Núñez vẫn là một trong những cầu thủ chơi rất năng nổ bên phía hàng tấn công của đội bóng áo đỏ. Đường truyền của Bajcetic, dứt điểm. Nguy hiểm, không vào. Những pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ Liverpool. Chúng ta sẽ cùng quan sát lại cú ném biên rất nhanh này của Trent Alexander-Arnold. Darwin Núñez. Qua người Núñez. Đó là cú đá ngay của Núñez. Núñez luôn là như vậy, luôn là một cầu thủ biết cách truyền cảm hứng cho các đồng đội. Nhưng điều quan trọng với Darwin đó là cần phải hiệu quả hơn nữa với những cơ hội mà anh có được. Sức ép mà Liverpool tạo ra đang là cực kỳ lớn. Núñez. Fabinho. Không được. Iobi. Đánh đâu. Rất nguy hiểm. Magnell. Phản công dành cho Liverpool. Salah. Darwin Núñez. Tốc độ rất nhanh. Phía trong đang có đông các cầu thủ Liverpool. Salah. 1-0 dành cho Liverpool. 1-0 cho Liverpool trong một bối cảnh mà họ bị sức ép rất lớn tới từ Everton. Và như một chiếc lò xo thì họ đã bật lên một cách rất nhanh. Khởi nguồn đó là Darwin Núñez. Và chính Núñez đã giúp cho Salah chấm dứt chuỗi 5 trận không biết đến mùi ghi bàn. Còn đây là cú đánh đầu của Tarkowski, bóng dội vào cột dọc. Sau đó là cú đá của Joel Magnell. Bộ đôi Núñez và Salah đã có một tình huống phối hợp bật tường và hàng phòng ngự của Everton không thể lui về kịp. Conor Cody cũng không thể cắt được đường truyền của Núñez. Và đó là bàn thắng cho Liverpool. Sự không may của người này là may mắn của người khác. Everton đã không may trong tình huống dứt điểm đúng vào cột dọc. Và ngay sau đó có lẽ là chỉ khoảng chừng 10 giây thôi thì họ đã phải nhận một bàn thua từ một pha phản công chớp nhoáng. Salah đã ghi bàn trở lại. Niềm vui. Và đây là một khoảnh khắc mà các cổ động viên của Liverpool đã chờ đợi với Jurgen Klopp. Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Robertson. Đánh đầu. Đang huy nhiều nhất. Cơ hội.
vẫn đang là cái thủ Liverpool, Mohamed Salah. Không được. David Nunez. Robertson. David Nunez. Mohamed Salah. David Nunez. Nunez dứt điểm. Vẫn còn. Vẫn chưa có bàn thắng cho tiền đạo người Uruguay. Nunez đã rất nỗ lực để dứt điểm ngay ở góc hẹp. Nhưng rõ ràng là để đánh bại được Pickford thì ở góc sút đó là chưa đủ. Quá ít không gian và cơ hội cho Nunez. Ngày hôm nay Liverpool đang có một sự mạch lạc trong những đường lên bóng của mình. Và họ có điềm tĩnh và đưa ra một lựa chọn hợp lý. Darwin Nunez. Lại thêm một pha qua người tốt nữa của Cody Gakpo. Gakpo. Darwin Nunez. Lại thế nữa rồi. Nunez tiếp tục sút và Nunez tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Gakpo đã thoát đi rất nhanh trước sự đeo bám của hàng tiền vệ bên phía Everton. Cú đá này của David Nunez là không hề tệ một chút nào cả. Nhưng hơi tiếc là trái bóng lại đi không trúng khung thành mà thôi. Joe Gomez. Nunez. Theo những con số thống kê thì Nunez đã có 5 bàn thắng sau 61 pha dứt điểm. Đang có một cảm giác là cầu thủ Liverpool hưng phấn hơn rất nhiều sau những bàn thắng và họ chưa muốn dừng lại. Đã có lỗi. Sự trở lại của Diogo Jota, một sự trở lại được kỳ vọng rất lớn của cầu thủ Liverpool. Anh vào sân để thế chỗ cho Darwin Nunez. Ngày hôm nay là một trận đấu mà Nunez chơi có thể nói là tròn vai. Hôm nay thì Nunez đã dứt điểm 5 lần. Tuy nhiên chỉ có một lần bóng đi trúng khung thành thôi. Đó chính là cú đá ở góc hẹp và đã bị cản phá bởi Jordan Pickford. K0 gói trọn vẹn chỉ 99.000 đồng một tháng, xét đồng thời trên hai thiết bị. Mua ngày